Trưa ngày 8 tháng 6, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết vùng áp thấp trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ tiếp tục có xu hướng mạnh thêm. Lúc 7 giờ, vị trí vùng áp thấp nằm ở từ 21,5 đến 22,5 độ Vĩ Bắc và 108,5 đến 109,5 độ Kinh Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp hầu như ít di chuyển, có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa rông, lốc xoáy, gió giật cấp 6 đến cấp 7 và ảnh hưởng tới tàu thuyền hoạt động khu vực Vịnh Bắc Bộ. Cùng với đó, mưa lớn kèm rông gió giật mạnh khả năng xảy ra ở các tỉnh thành phố ven biển phía Đông Bắc Bộ. Để chủ động ứng phó tránh thiệt hại nghiêm trọng về người, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình và các đơn vị các cơ quan liên quan cần theo dõi chặt chẽ thông tin diễn biến của vùng áp thấp, tổ chức kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên khu vực Vịnh Bắc Bộ, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, sẵn sàng lực lượng phương tiện để triển khai công tác cứu hộ cứu nạn khi có tình huống. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa gửi văn bản tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức và các sở ngành liên quan về việc triển khai thực hiện chính sách trợ giúp xã hội khẩn cấp. Theo đó, thành phố hỗ trợ chi phí mai táng cho các hộ có người mất do COVID-19 tại cộng đồng do người nhà tự tổ chức thực hiện mai táng. Mức hỗ trợ là 18 triệu đồng một trường hợp. Để nhận tiền hỗ trợ, các hộ gia đình làm tờ khai đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng và gửi kèm giấy báo tử của người mất tới Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú. Trong vòng 3 ngày làm việc sau khi nhận đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện cần xem xét quyết định. Về kinh phí, các trường hợp mất do COVID-19 kể từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021 sử dụng nguồn trợ giúp của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ trực tiếp cho địa phương. Các trường hợp từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 trở đi, bên cạnh nguồn trợ giúp của các tổ chức sẽ sử dụng ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách hiện hành. Trong công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phối hợp tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn yêu cầu các địa phương chú trọng công tác vận chuyển, bảo quản đề thi, đảm bảo an toàn giao thông, thông tin liên lạc. Đặc biệt, Bộ đề nghị các địa phương cung cấp đầy đủ điện, nước tại các điểm thi trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh tham dự thi an toàn với tinh thần không để ai phải bỏ thi. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay 1.025.000 thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tăng khoảng 24.000 em so với năm ngoái. Nhằm gửi thông điệp mạnh mẽ và hạn chế ảnh hưởng của lực lượng cực đoan chịu ảnh hưởng của Đức Quốc xã, Australia sẽ cấm trưng bày và bán các biểu tượng của Đức Quốc xã tại nước này. Lệnh cấm áp dụng với tất cả các vật dụng có thể được in biểu tượng của Đức Quốc xã như là cờ, băng tay, áo phông, phù hiệu và cả việc xuất bản trực tuyến các sản phẩm quảng bá hệ tư tưởng Đức Quốc xã. Tuy vậy, một trong số trường hợp, các biểu tượng của Đức Quốc xã vẫn được sử dụng tại nước này như trong tôn giáo, học thuật, giáo dục, nghệ thuật, văn học, báo chí và khoa học. Năm 2022, chính quyền bang New South Wales và Victoria đã cấm trưng bày tại nơi công cộng các biểu tượng của Đức Quốc xã. Dự luật về vấn đề này sẽ được chính phủ Australia trình Quốc hội nước này vào tuần tới. Hiện tại, dự luật này đã nhận được sự ủng hộ của Đảng Tự do, Đối lập nên nhiều khả năng sẽ được Quốc hội nước này thông qua. Bộ Tài chính mới đây đã ban hành thông tư số 37 năm 2023 thay thế thông tư số 188 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe. Theo thông tư, lệ phí cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe quốc gia và quốc tế vẫn được giữ nguyên mức 135.000 đồng một lần. Tuy nhiên, phí sát hạch lái xe cơ giới các loại sẽ tăng từ 10.000 đến 50.000 đồng. Cụ thể, đối với thi sát hạch lái xe các hạng xe A1, A2, A3, A4, mức phí sát hạch lý thuyết là 60.000 đồng, sát hạch thực hành là 70.000 đồng. Còn với thi sát hạch lái ô tô hạng xe B1, B2, C, D, E, F, mức phí sát hạch lý thuyết là 100.000 đồng, sát hạch thực hành trong hình là 350.000 đồng, sát hạch thực hành trên đường giao thông là 80.000 đồng. Phí sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông là 100.000 đồng. Đây là loại phí mới ở thông tư trước chưa có do phần thi này chưa được đưa vào nội dung cấp bằng lái xe. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8. Thưa quý vị, từ ngày hôm nay, các cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô có thể xin cấp phép thực hiện dịch vụ kiểm định xe cơ giới theo Nghị định số 30 năm 2023. Cụ thể, Chính phủ ban hành Nghị định số 30 năm 2023 sửa đổi bổ sung Nghị định số 139 năm 2018 về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.
Điểm quan trọng nhất của văn bản này là bỏ nội dung đơn vị đăng kiểm phải độc lập về pháp lý và tài chính với đơn vị kinh doanh vận tải, bảo dưỡng sửa chữa xe cơ giới. Tham gia dịch vụ kiểm định có thể là đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp hoặc hợp tác xã. Theo Bộ Giao thông Vận tải, thay đổi này nhằm huy động cơ sở bảo hành, bảo dưỡng, kinh doanh dịch vụ vận tải tham gia kiểm định xe cơ giới, đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và đẩy mạnh áp dụng khoa học trong kiểm định xe. Các cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa ô tô muốn được cấp phép kiểm định cần có đủ điều kiện như mặt bằng, trang thiết bị, nhân lực theo quy định thành lập đơn vị đăng kiểm đã có. Các vụ cháy rừng ở Canada đang khiến cho khói độc hại bay khắp 15 bang của Mỹ, buộc cơ quan bảo vệ môi trường EPA của nước này phải đưa ra cảnh báo về chất lượng không khí và sức khỏe đối với người dân. Theo AirNow, dịch vụ giám sát chất lượng không khí của EPA, phần lớn khu vực bờ Đông và vùng Trung Tây nước Mỹ, trong đó có cả các thành phố New York, Philadelphia và Baltimore, đã ghi nhận chất lượng không khí từ mức trung bình đến không tốt cho sức khỏe vào sáng ngày 7 tháng 6. Một số khu vực thậm chí có chất lượng không khí ở mức có hại hoặc nguy hiểm. 10 khu vực trường học ở trung tâm New York đã hủy các hoạt động ngoài trời do cảnh báo về chất lượng không khí. Các bang lân cận là New Jersey và Pennsylvania cũng ghi nhận chất lượng không khí ở mức không tốt cho sức khỏe. Các khuyến cáo đưa ra trong bối cảnh các đám cháy rừng bùng phát dữ dội ở tỉnh Quebec trong vài ngày qua. Ngày 6 tháng 6, Cơ quan Phòng chống cháy rừng tỉnh Quebec cho biết có hơn 150 đám cháy rừng đã bùng phát, trong đó có hơn 110 đám cháy được cho là ngoài tầm kiểm soát, buộc chính quyền phải ra lệnh. Bộ Hàng không Dân dụng Ấn Độ thông báo hãng hàng không quốc gia Air India của nước này đã điều một máy bay tới đón những hành khách trên chuyến bay từ Delhi đến San Francisco, Mỹ, sau khi chuyến bay này phải chuyển hướng hạ cánh xuống vùng Viễn Đông của Nga vào ngày 6 tháng 6 do động cơ máy bay gặp trục trặc. Air India cho biết 216 hành khách và 16 thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay đã được chuyển đến nơi ở tạm thời do cơ sở hạ tầng tại sân bay Magadan hạn chế. Hãng đã điều máy bay chở các nhu yếu phẩm tới cho các hành khách. Trước đó, chiếc máy bay Boeing 777 của Air India trong hành trình từ Delhi tới San Francisco đã buộc phải chuyển hướng và hạ cánh xuống sân bay ở thị trấn Magadan bên bờ biển Okhotsk thuộc vùng Viễn Đông của Nga sau khi một động cơ máy bay gặp sự cố kỹ thuật. Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận trên chuyến bay có khoảng gần 50 công dân Mỹ. Đại diện nhiều cơ quan Liên Hợp Quốc tại Ukraine đã có mặt tại tỉnh Kherson, miền nam Ukraine để đánh giá tác động của vụ vỡ đập thủy điện Kakhovka, đồng thời điều phối công tác hỗ trợ nhân đạo. Hiện tại, mối lo ngại hàng đầu là việc tiếp cận nguồn nước sinh hoạt. Hàng trăm nghìn người phụ thuộc vào hồ chứa nước của đập thủy điện để lấy nước sinh hoạt trong khu vực nước đang giảm nhanh. Bên cạnh đó, tình trạng ngập lụt cũng có thể dẫn đến ô nhiễm nguồn nước, gia tăng rủi ro về sức khỏe. Tổ chức Lương Nông Liên Hợp Quốc cảnh báo vụ vỡ đập Kakhovka nguy cơ tác động xấu đến an ninh lương thực khi hàng nghìn hecta đất nông nghiệp bị ngập, tàn phá, các loại cây mới trồng. Theo thông báo của giới chức Nga và Ukraine, gần 6.000 người đã sơ tán khỏi các vùng bị ngập.